à tout court puissant. Bây giờ qua cái phần khác đó là ô bàng quang. Là c'est le logo du service. Vous reconnaissez peut-être ici Gloire. Je ne sais pas si ça existe ici, mais il y a beaucoup de cigognes en Alsace en été. Các bạn thấy trên đây có cái hình, trên đây nó có con cò. Thì quý vị bên Việt Nam có cò hay không? Nhưng mà ở bên cái vùng Alsace này thì mùa hè thì có rất là nhiều cò. Donc la place de l'IRM, on va donner trois parties. La théorie, ce que l'on vous demande en routine aujourd'hui, et il y a quelques perspectives qu'elle n'ira pas. Về cái vị trí của cái cộng hưởng từ trong cái ung thư thận thì chúng có ba phần. Phần thứ nhất là nói về phần lý thuyết, phần thứ hai là hiện tại bây giờ thì người ta yêu cầu nếu mà làm cái cộng hưởng từ của cái bàng quang thì mình làm cái gì một cách thường quy. Thứ ba nữa là cái tương lai của cái cộng hưởng từ trong cái ung thư bàng quang. Sachant que l'IRM pelvienne est très supérieur au scanner pelvien. Và chúng ta cũng cần biết rằng là cái cộng hưởng từ của buồng chậu á thì nó cho chúng ta nhiều thông tin, nó tốt hơn nhiều so với cái CT của buồng chậu. À cause du grand coup et du contraste CT. Lý do là tại vì những cái tương phản ở trên cái hình tay hai á nó giúp cho mình có nhiều cái thông tin về các cái cơ quan. La technique d'examen est extrêmement simple, il faut une vessie demi-pleine, pas de vessie vide. Về mặt lý thuyết thì cái protocol để thực hiện một cái hình bàng quang một cách thường quy là chúng ta cho cái bàng quang á nó lửng lửng, nó đầy vừa vừa thôi, chứ không có để cái bàng quang trống. Si vous avez un patient très mince, il faudra lui donner un antipéristaltique pour pas qu'il y ait des artefacts du grêle sur le dos médical. Khi mà ví dụ như vì lý do gì đó, nếu mà bệnh nhân của các bạn mà bị đau nhiều á thì chúng ta sẽ cho cái thuốc cái glucagon này để nó làm ức chế, nó làm giảm bớt cái nhu động của ruột. Vous allez réaliser les trois plantes et deux, ce qui est assez simple. Lorsque vous voulez vraiment être perpendiculaire à la paroi, eh bien un plan oblique en fonction de la localisation de la personne. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có ba cái mặt phẳng T2 và ngoài ra nữa thì tùy theo cái vị trí của cái phương tổn có thể là cái mặt phẳng của chúng ta nó có thể hơi khác một chút xíu làm sao đó để cho nó thấy rõ cái phương tổn. Chúng ta cũng có thể thêm cái hình T2 xóa mỡ. Et une injection pour du contraste également en saturation de graisse. Và sau cùng nữa thì ta sẽ có một cái hình T1 xóa mỡ có đi gadolinium. La difficulté réelle en pratique quotidienne, c'est qu'on vous envoie des patients après une résection transurétrale de vessie, qui est alors impossible de faire un bilan local précis. Một cái điều nữa đó là có nhiều cái trường hợp á là bệnh nhân được cắt cái bàng quang qua ngã niệu đạo thì những cái trường hợp này chúng ta không thể nào đánh giá được kỹ được tổn, cho nên là cái cộng hưởng từ mà về cái bàng quang này phải được thực hiện trước khi mà cắt cái bàng quang qua ngã niệu đạo. Vì sau khi mà cái phẫu thuật cắt bàng quang qua ngã niệu đạo như vậy thì chúng ta có tái tạo cấu trúc các mô, có cái phần xuất huyết rồi có cái phần mô mỡ xung quanh nữa thì chúng ta không thể nào đánh giá một cách chính xác. Si vous avez le patient avant le neurologue et regardez en cystoscopie et fait résection, et bien vous pouvez voir de très petites lésions polyposes de la vessie de l'ordre de 5 à 7 mm avec une séquence tout à fait classique. Thì các bạn cần phải yêu cầu các bác sĩ niệu đó là gửi bệnh nhân cho mình để làm cái hình cộng hưởng từ trước khi người ta can thiệp phẫu thuật vô trên người bệnh nhân. Và nếu mà mình làm trước
khi người ta phẫu thuật đó, thì với những cái xung căn bản này thì những cái thương tổn nhỏ 5-7 mm đó, thì mình hoàn toàn mình có thể phát hiện ra được. Ví dụ như ở đây các bạn thấy cái thương tổn chỗ này nó rất là nhỏ, trong khi những cái thương tổn bên đây thì nó lớn hơn nhiều. Cái thương tổn này là trước khi tiêm thuốc, còn cái hình này là sau khi tiêm thuốc và có xóa mỡ thì chúng ta thấy cái thương tổn nó mất tương phản nhiều. Các bạn lưu ý nha, kể ở đây là chúng ta thấy là cái thành phủ bàng quang đó, và cái thành bàng quang này sau khi mà chúng ta tiêm thuốc tương phản thì chúng ta thấy là cái thành bàng quang này này nó cũng bắt thuốc tương phản cùng với cái thuốc này luôn, thì điều đó để nói là đánh giá cái sự xâm lấn vào cái thành của cái khối u. Đối với cái phẫu thuật viên mà hiệu thì người ta quan tâm nhiều nhất là cái mức độ thâm nhiễm của cái khối u vào trong cái cơ như thế nào. Avec une sanction thérapeutique très différente, puisque quand la tumeur sera inférieure à stade T1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envahissement de la paroi vésicale, les gens seront traités par BCG thérapie ou mitomycine en fonction du type de cellules retrouvées. Đối với phẫu thuật viên á, thì tùy theo cái mức độ xâm lấn và cái cách điều trị khác nhau, những cái thương tổn mà nó T1 nó chỉ ở cái phần niêm mạc này, nó chưa có xâm lấn vào cơ, thì nhiều khi người ta cũng không có cần phải mổ mà người ta bơm những cái thuốc vô, thì tùy cái loại tế bào học đó là cái gì mà người ta có thể bơm những cái thuốc khác nhau vào trong bàng quang. Lorsque c'est une tumeur qui envahit la partie musculaire, c'est l'indication d'une chirurgie lourde de type cystoprostatectomie élargie. Nếu mà cái thương tổn nó xâm lấn vào trong cái lớp cơ thì chỉ điều trị bắt buộc là phải phẫu thuật rồi. Phẫu thuật thì nhiều khi là phải cắt bàng quang, có khi là phải cắt cả tiền liệt tuyến nữa. Nous avons des critères sérologiques pour proposer un envahissement dans la partie musculaire, mais qui ne seront fiables avec des restrictions que si nous avons la tumeur avant que le chirurgien fait sa cystoscopie. Après, c'est totalement illusoire. Il n'y aurait plus qu'un renseignement et plus d'évaluation de la cystoscopie. Si, lorsque on va le problème thérapeutique, c'est de savoir s'il y a une extension tumorale dans la paroi vésicale. Cái vấn đề của bên điều trị là người ta muốn biết rằng là cái thương tổn này có xâm lấn vào trong lớp cơ hay chưa để quyết định là có phải phẫu thuật hay không. Si le chirurgien a déjà fait une résection, il a un peu cette information par l'analyse de la pièce opératoire. Et s'il vous demande un bilan d'extension locale, vous aurez de tels remaniements dans la graisse périlésionnelle que vous serez pas du tout contributif et vous allez faire des faux positifs. Hình cộng hưởng từ của mình làm thì cần phải làm trước khi phẫu thuật. Chứ còn nếu mà mình làm cái hình cộng hưởng từ sau khi phẫu thuật
thì xung quanh của cái vùng mỏ này, những cái mô này nó bị thấm máu hoặc là bị mô viêm, thì mình sẽ đọc kết quả nó sẽ bị sai đi. Mais nous avons des critères sémiologiques si la tumeur est en place pour diagnostiquer un envahissement dans la paroi qui sont extrêmement simples. Những cái tiêu chuẩn để nói rằng là cái thương tổn này còn ở niêm mạc hay là thương tổn này vào đã xâm lấn vào trong lớp cơ trên cái cột tử từ thì rất là đơn giản. Tout repose sur l'analyse de l'hyposignal de la partie musculaire. On a vu déjà dans plusieurs dossiers. Đầu tiên hết đó là chúng ta sẽ xem cái mà giảm tín hiệu của cái lớp cơ của cái thành bàng quang, thì nãy giờ cũng đã chỉ cho các bạn xem cái vị trí của cái lớp cơ ở thành đó nó giảm tín hiệu. Thì nếu như mà cái viền đen là cái viền mà giảm tín hiệu của cái thành á, nó vẫn được còn nguyên thì nó là cái T1, còn tùy theo cái mức độ mà nó xâm lấn ra khỏi cái thành bàng quang đó thì nó có thể lên thành T2, T3, T4. Vous avez là des exemples de stade T1. Vous avez la tumeur de Lissi qui est un signal intermédiaire entre l'urine, séquence T2 et puis la partie musculaire, et vous voyez que la partie musculaire est totalement respectée avec un niveau signal bien réduit, ce qui traduit une tumeur superficielle. Thì ví dụ như trong đây cái phần thương tổn là cái tín hiệu nó trung gian so với cái phần nước tiểu, và nếu các bạn nhìn kỹ thì cái phần cái viền đen cái thành bàng quang như thế này thì nó vẫn còn nguyên đó, thì như vậy thì nói lên được rằng là đây là một cái thương tổn ở nông, chỉ là cái T1 thôi. Là où la tumeur est, mais vous voyez que la partie musculaire est épaisse. Cái trường hợp cái thương tổn này thì thấy là cái phần thương tổn ở bên trong đây thì nó giảm tín hiệu trung gian so với cái phần nước tiểu, mặc dù cái thành của cái bàng quang này nó vẫn còn nguyên nhưng cái thành này nó dày quá rồi. Par contre, ici, il y a une rupture de l'hyposignal de la paroi, donc lésion infiltrante, et celle-là encore plus volumineuse avec une extension dans le tissu graisseux. On voit très bien ici la rupture de l'hyposignal de la paroi. Trường hợp này thì ở đây các bạn thấy là cái phần mà cái viền của cái thành bàng quang ở chỗ này là nó mất liên tục và thậm chí là nó có khuynh hướng là nó lan ra phía ở phía sau này, còn cái phần bên dưới thì cái thương tổn nó lớn quá rồi. Lorsqu'il cure de l'implantation, eh bien normalement c'est assez facile ici de faire le diagnostic de la rupture dans ce cas-là et puis de l'extension dans le tissu graisseux périphérique. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy cái thương tổn nó làm gián đoạn cái lớp mà cơ của cái thành bàng quang và nó lan ra phía ngoài luôn. Bien sûr, ce n'est pas toujours aussi facile sur des cas caricaturaux. Đây là những trường hợp cũng không phải là dễ. Là, on sait qu'il y a une infiltration dans la paroi. Ở đây chúng ta hình dung là có thể có thâm nhiễm ở cái thành của bàng quang. Et dans ce cas-là, vous ne savez pas parce que la lésion va y ensemble. Et en fait, il s'agissait d'une lésion superficielle. Ở đây chúng ta thấy cũng có cái thương tổn này. Có thể đây là một cái thương tổn ở nông. Donc, en pratique, c'est difficile lorsque on n'a pas la sémiologie formelle. En particulier en prenant cette simple analyse de la paroi de la vessie en hyposignal. Trên thực tế thì cái sự phân tích của mình nó nhiều khi bạn nó khó khăn hơn trong cái việc đánh giá là cái việc giảm tín hiệu đó nó có còn nguyên hay không. Vous avez une efficacité entre 60 et 80% à des articles. Ở trong các cái y văn thì cái
cái hiệu quả, tức là mình có thể chỉ đánh giá được trong khoảng 60-79% mà thôi. Évidemment, dès qu'il y a une grosse infiltration, ça devient plus facile avec une efficacité supérieure. Còn trong trường hợp mà cái khối u nó lớn hơn, tức là cái phần thâm nhiễm nó sẽ nhiều hơn, thì có thể mình đánh giá cái tỷ lệ nó được nhiều hơn. Ce qui fait que en routine aujourd'hui, ce que nous vous demandons de, par exemple, ce que nous demandons aussi en Europe, c'est d'évaluer des grosses tumeurs pelviennes, des grosses tumeurs vésicales pelviennes, n'ont pas pu être resséqués en totalité pour voir si la chirurgie peut faire pour la chirurgie. Hiện giờ thì cái chỉ định hiện tại để đánh giá những cái tương tổn này ở bên châu Âu thì người ta yêu cầu rằng là khi mà có những cái khối u ở vùng chậu mà lớn thì bắt buộc người ta phải làm những cái hình cộng hưởng từ như thế này để xác định, để biết được là khi mình cắt cái khối u này là mình có cắt trọn, cắt sạch được cái khối u hay không. Ví dụ như trong cái trường hợp này, cái thương tổn nó lớn quá, nó lan ra phía sau nhiều như thế này, thì vậy thì cái phẫu thuật sẽ rất là khó khăn. Ví dụ như là cái thương tổn ở đây nó ở phía sau này và nó lan ra phía sau rất là nhiều, nó xâm lấn vào trong cái túi tinh nữa. Des adénopathies dans l'espace périrectal. Rồi nó có thêm cả cái hạch ở trong cái vùng phía sau cạnh cái trực tràng nữa. Et une extension au niveau de la vase prostatique, ce qui va compliquer la chirurgie. Rồi cái thương tổn này nó còn xâm lấn ở cái phần đáy của cái tiền liệt tuyến nữa. Như vậy thì cái phẫu thuật để lấy hết cái thương tổn này là rất là khó khăn. Il est important également de prévenir le relais d'un envahissement digestif pour les tumeurs du dos. Ngoài ra thì cũng phải đánh giá xem thì nó có xâm lấn vào trong cái đường tiêu hóa hay không. D'un envahissement de la paroi qui rend la vision totalement inaccessible. Cái thương tổn này nó có xâm lấn vào trong cái thành chậu hay không? Tại vì nếu mà nó có xâm lấn vào trong thành chậu thì coi như là không thể nào mà cắt bỏ được hết. Et de la présence de volumineuses adénopathies qui peut rendre plus difficile le geste chirurgical, en particulier lorsqu'elles sont postérieures. Certains chirurgiens ne font pas d'enculage au postérieur. Ngoài ra nữa thì mình cũng phải xem đánh giá cái phần hạch. Ví dụ như trong cái trường hợp này thì hạch nó ở phía sau rất là nhiều, như vậy thì cái phẫu thuật cũng rất là khó khăn. Dans ce cas-là, ce plan sagittal en T2 vous permet d'affirmer qu'il n'y a pas d'envahissement du colon sigmoïde. C'est une information importante. Trường hợp này trên cái hình sagittal thì cái thương tổn của cái bàng quang này cho thấy rằng là nó có không có xâm lấn vào trong trực tràng, thì đây là cái thông tin quan trọng trước mổ. Dans cet autre dossier, il y a un envahissement du colon sigmoïde qui va compliquer considérablement la chirurgie. Trường hợp này thì cái ung thư của cái bàng quang nhưng mà nó lại xâm lấn vào, nó ôm quanh sát cái đại tràng xích mang, như vậy thì cái phẫu thuật sẽ rắc rối phức tạp hơn nhiều. Les tumeurs à l'intérieur du diverticule sont des tumeurs très graves, beaucoup plus graves que dans la vessie elle-même parce qu'il n'y a pas de paroi musculaire dans le diverticule. La diverticule de vessie est un facteur favorisant de déclencher une tumeur de vessie. Có những cái trường hợp là cái bàng quang nó có cái túi thừa, thì nếu như mà cái ung thư của cái bàng quang mà nó từ đầu là nó ở trong cái lòng bàng quang thì nó đơn giản hơn là cái này là cái ung thư bàng quang mà nó xuất phát từ cái túi thừa bàng quang. Trường hợp này thì nó cũng xâm lấn vào trong đại tràng xích mang. Alors parfois on a affaire de très grosses tumeurs
il s'agissait d'une lésion indifférenciée au point de vue histologie, où il faut bien sûr faire un bilan local pour prévenir le collègue de sa difficulté chirurgicale. Một cái khối u rất là lớn, nó chiếm gần hết cái vùng chậu, thì trong những cái trường hợp này bắt buộc phải có những cái hình như thế này để đánh giá cái mức độ xâm lấn. Thì như vậy thì nó để tiên lượng cho các cái phẫu thuật viên sẽ phải làm cái kỹ thuật gì, có cần các cái đồng nghiệp ở các cái chuyên khoa khác hỗ trợ hay không. Dans un cas de carcinome sarcome qui est quand même assez original comme tumeur, avec une grosse extension au niveau prostatique. Ở những cái ca ở bên dưới nó là một cái carcinome sarcome, thì những trường hợp này khi mà cắt là nhiều khi phải cắt bỏ luôn cả cái tiền liệt tuyến. Avec une atteinte du proche. Và dĩ nhiên là tổn thương luôn cả cái sàn chậu. Donc voilà, c'est notre routine clinique, c'est de faire un bilan local d'une grosse lésion. Et puis peut-être dans certains cas inhabituels, de proposer une thérapeutique. Alors les cas inhabituels, je vous en ai présenté deux. Vous devez faire le diagnostic de nature de la lésion. Il y a deux cas différents où l'IRM peut affirmer le type de lésion. Cái chỉ định của cái cộng hưởng từ đó thì ngoài những cái trường hợp mà đánh giá cái tương tổn mức độ lan rộng rồi thì bây giờ mình có hai cái những cái tình huống khác, thì có hai trường hợp. Một là với cái cộng hưởng từ nó sẽ giúp cho mình xác định được là đây là cái loại tương tổn gì, cái dạng mô u là u gì. La lésion de gauche, il y a une masse vésicale. Đây là một cái khối hương tổn của bàng quang. Qui a un signal plutôt faible ici, intermédiaire à faible ici. Ở đây thì cái tín hiệu nó minh giang, còn đây tín hiệu nó là giảm. Et si vous regardez l'angle de raccordement, eh bien, il n'est pas tout à fait comme les tumeurs de vessie. Vous pouvez, devant cet aspect T2, affirmer le diagnostic de nature histologique de cette lésion, de celle-là aussi. C'est la même nature histologique. C'est la tumeur bénigne la plus fréquente de la déchirure de l'iliumium de la paroi vésicale, donc des tumeurs extra-muqueuses. On en rencontre de temps en temps. Thì nếu mà các bạn lưu ý nhé, thì cái thương tổn này nó không phải là nó ở trong lòng bàng quang, mà nó ở cái phần cái thành của bàng quang là nó lồi vô bên trong. Thì thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp cái này, nhưng mà cái này nó gọi là cái iliumium. U cơ trơn của thành bàng quang rồi nó đội vô lòng bàng quang, chứ không phải là cái ung thư bàng quang. De patient ou la patiente de droite, c'est un diagnostic très facile d'endométriose vésicale. Trường hợp bệnh nhân ở bên tay phải này thì đây là một cái lạc nội mạc tử cung mà nó xâm lấn vô cái vùng giữa bàng quang và tử cung. Avec une rupture de la paroi venant de l'extérieur canthina. Thì ở đây cái phần mà cái phần cái thầm của tử cung đó thì nó bị phá vỡ rồi. Bữa là 15 tuổi. Et puis ça va être la transition pour tout le coup après lorsque le patient a une fonction rénale déficiente, eh bien vous pouvez proposer une analyse du appareil excréteur par l'uro-IRM, qui est une excellente option. Trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị suy thận thì cái cộng hưởng từ cũng là một cái biện pháp rất là tốt để giúp cho có thể thấy được cái hình ảnh của cái đường niệu, ta gọi là chụp đường niệu bằng cái cộng hưởng từ, thì đó là một cái kỹ thuật cũng rất tốt. Ici une dilatation de l'axe excréteur en séquence pondérée à T2 s'arrêtant sur un processus tumoral vésical. Vous pouvez affirmer qu'il n'y a pas d'extension dans les voies excrétrices. Ví dụ như trong cái trường hợp này là dùng cái xung T2 thì thấy rằng là cái phần cái đài bể thận ở phía trên, cái niệu quản nó đều giãn rất là nhiều. Voilà ce que le monde est perspective, ça vous vient. On va peut-être s'arrêter là pour ce topo si les gens ont des questions. Còn cái phần mà tương lai thì thôi tôi cũng xin không có trình bày, xin dừng lại ở đây. Thì xin mời các bạn có câu hỏi. Juste pour une information quand même,
Ta capacité de calme, la séquence de diffusion de d'excellents résultats pour revoir les tumeurs de vessie. Vous en avez ici deux exemples. On voit, c'est la même petite tumeur polyploïde. On la voit parfaitement bien, une séquence de diffusion. Cái xung mà diffusion đó cũng là một cái xung rất là tốt để đánh giá cái tương tổn của bàng quang. Ví dụ như đây là cái hình bên hai, mình thấy cái tương tổn bàng quang, và trên cái hình diffusion thì mình sẽ